Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã đến với FPT Shop Channel. Mình là Duy Anh. Samsung Galaxy S7 và S7 Edge vừa ra mắt vừa rồi có một điểm nhấn rất nổi bật bên cạnh thiết kế và hiệu năng, đó là cụm camera siêu chất. Ngày hôm nay hãy cùng Duy Anh nhìn qua bộ đôi camera của smartphone mới này để xem có gì đặc biệt mà tại sao Samsung lại có thể tự hào đến như vậy các bạn nhé. Lần này thay vì chạy đua số chấm trên camera, Galaxy S7 và S7 Edge có độ phân giải chỉ 12 megapixel mà thôi, thấp hơn so với thế hệ trước là 16 megapixel. Nhưng dĩ nhiên, chất lượng ảnh thì đâu chỉ phụ thuộc vào số chấm megapixel. Lần này, Samsung đã áp dụng công nghệ được cho là đầu tiên xuất hiện trên camera của smartphone, đó là cảm biến ảnh Dual Pixels, cảm biến tự động lấy nét điểm ảnh kép. Tại sao lại là kép? Vì tất cả số điểm ảnh trên cảm biến ảnh của máy sẽ được chia đôi thành hai diode quang điện thay vì một. Ở thế hệ S6 trước, chỉ 1% cảm biến ảnh pixel có khả năng nhận dạng pha và độ tương phản. Còn ở bộ đôi S7 mới này, 100% pixel đều có thể làm được điều này. Vậy điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là công nghệ Dual Pixel đạt chuẩn, có thể lấy nét chính xác hơn và đặc biệt là có thể lấy nét nhanh hơn bình thường rất nhiều, y như là mắt của con người vậy. Camera của bộ đôi smartphone lần này thể hiện sức mạnh vi diệu nhất trong điều kiện chụp thiếu sáng. Với hai lý do là pixel ảnh lớn hơn đến 1,4 micromet và khẩu độ ống kính f1.7 cũng lớn hơn rất nhiều. Hai yếu tố này kết hợp lại với nhau sẽ giúp cho camera của S7 và S7 Edge thu được thêm đến 95% ánh sáng so với máy tiền nhiệm. Ngoài đặc tính lấy nét nhanh và chụp tốt trong bóng đêm, máy còn có các chế độ lạ và mới như ảnh động Motion Photo, Motion Panorama, chế độ Pro và Hyperlapse. Hyperlapse là một biến thể của chụp hình Timelapse, cho phép bạn thu hàng giờ đồng hồ quay phim chỉ còn vài giây với hình ảnh ổn định hơn và mượt hơn trước rất nhiều. Về camera trước của máy cũng có khẩu độ f1.7, cho phép chụp trong bóng tối rất ổn. Và lần này, Samsung đã bổ sung selfie flash để có được những bức hình với hiệu ứng ánh sáng tốt nhất. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về camera của Samsung Galaxy S7 và Samsung Galaxy S7 Edge. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment ở phần bên dưới. Và nếu video hữu ích thì hãy like và share. Và đừng quên subscribe FPT Shop Channel để có được những cập nhật mới nhất. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.